thật bọc tiền cát xê khủng sau một đêm diễn của Ân Hoàng Phúc. Ân Hoàng Phúc tiết lộ về nguồn gốc bọc tiền cát xê sau một đêm diễn đang gây chú ý dân mạng. Cách đây không lâu, trên một fanpage có tên Ân Hoàng Phúc bất ngờ đăng ảnh khoe số tiền cát xê có được sau đêm diễn trên trang cá nhân. Nhìn từng xấp tiền dày cộm có được chỉ sau một đêm diễn, nhiều cư dân mạng tỏ ra trầm trồ trước khả năng kiếm tiền của nam ca sĩ. Theo như chia sẻ của fanpage Ân Hoàng Phúc này, đây là số tiền thù lao nhận được từ hai show chỉ diễn ra trong một buổi tối. Qua hình ảnh, người hâm mộ thoát ước tính cát xê mà Ân Hoàng Phúc nhận được có thể lên tới hàng trăm triệu đồng. Mức cát xê cao ngất ngưỡng này không phải nghệ sĩ nào cũng có thể nhận được. Cát xê của mỗi ca sĩ là điều tế nhị mà không phải ai cũng đủ tự tin để khoe trên trang cá nhân. Thế nên, việc Ân Hoàng Phúc bất ngờ đăng ảnh khoe số tiền thù lao mà anh nhận được sau một đêm diễn khiến nhiều người bất ngờ. Bên cạnh đó, từ trước đến nay, Ân Hoàng Phúc vốn là người kín tiếng, không thích khoe khoang vật chất trên truyền thông, mạng xã hội. Liên hệ với Ân Hoàng Phúc để xác nhận về vụ việc, nam ca sĩ buông tay, lặng im phủ nhận việc đăng tải hình ảnh khoe cát xê mới đây. Hình ảnh khoe cát xê vừa rồi không phải do tôi đăng tải, mà từ một tài khoản giả mạo, tôi vốn không bao giờ khoe cát xê trên mạng xã hội như vậy. Ông xã cụ người mẫu Kim Cương chia sẻ, cũng theo Ân Hoàng Phúc, anh là một trong những nghệ sĩ thường xuyên bị giả mạo tài khoản Facebook và đăng tải những nội dung sai sự thật, đặc biệt là một fan nữ thường xuyên làm việc này. Tôi có một fan nữ thường xuyên giả mạo Facebook của tôi để đăng tải những thông tin không đúng. Tôi đã làm nhiều cách, nhưng không hiểu sao cô ấy chưa buông tha cho tôi. Những tài khoản do cô ấy lập ra có rất nhiều người theo dõi, làm ảnh hưởng đến tôi rất nhiều, Ân Hoàng Phúc chia sẻ. Ân Hoàng Phúc cho biết thêm, anh và ekip đã sử dụng nhiều biện pháp khác nhau nhưng không ngăn ngừa được tình trạng giả mạo trên mạng xã hội. Bạn nữ đó rất lạ, cứ lập hết tài khoản này đến tài khoản khác để giả mạo tôi. Cô ấy còn chặn tất cả tài khoản của tôi và ekip, nên chúng tôi không biết cô ấy đăng tải những thông tin thất thiệt gì về mình. Tôi rất mệt mỏi, nam ca sĩ nói. Nam ca sĩ gốc An Giang cho biết, anh và ekip sẽ tiếp tục tìm cách để ngăn ngừa những vụ việc tương tự diễn ra trong thời gian tới. Thêm khách hàng trúng số gần 29 tỷ đồng. Lần quay thưởng ngày 11 tháng 1, xổ số Mega 645 tiếp tục tìm được vé may mắn trúng độc đắc với dãy số 02, 08, 21, 29, 37 và 45. Kỳ quay mở thưởng ngày 11 tháng 1 của công ty xổ số điện toán Việt Nam Vietlott vừa tìm được chiếc vé may mắn trúng giải độc đắc trị giá 28,74 tỷ đồng. Chiếc vé trúng thưởng có dãy số 02, 08, 21, 29, 37 và 45. Người nhận giải phải nộp thuế thu nhập cá nhân 10%, tương đương gần 3 tỷ đồng cho lần trúng này. Kỳ quay số này còn xác định 107 giải nhất trị giá 10 triệu đồng và hơn 80.000 giải nhì, 3 trị giá 300.000 đồng và 30.000 đồng. Đây cũng là lần thứ 3 giải jackpot được xác nhận trong vòng 11 ngày qua và là giải có giá trị thấp nhất. Hai giải trước lần lượt là 48,8 tỷ và 30,5 tỷ đồng. Theo thông tin từ Vietlott, giải jackpot trúng cách đây 5 ngày được phát hành tại một điểm bán hàng trên đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Khách hàng trúng thưởng đã mua 2 bộ số. Đến hết năm 2016, tổng giá trị trúng thưởng của khách hàng tham gia xổ số Vietlott là hơn 820 tỷ đồng. Trong đó, sản phẩm Mega 645 là hơn 765 tỷ đồng với gần 3,46 triệu lượt giải thưởng. Tổng giá trị giải cho 8 giải jackpot sau khi khấu trừ thuế thu nhập cá nhân là gần 511 tỷ đồng, chiếm gần 67% tiền chi giải. Công ty Vietlott cũng cho biết đã nộp ngân sách địa phương các tỉnh, thành phố hai khoản thuế là giá trị gia tăng 10% và thuế tiêu thụ đặc biệt 15%, ước đạt khoảng 334 tỷ đồng. Thuế thu nhập người trúng thưởng jackpot của 8 khách hàng đã trả thưởng là 56,7 tỷ đồng. Riêng khoản thuế thu nhập doanh nghiệp 20% và lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ sẽ được Vietlott xác nhận sau khi quyết toán năm tài chính. Vietlott hiện triển khai kinh doanh tại 12 tỉnh, thành phố gồm thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ, An Giang, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa, Vũng Tàu, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh. Hình thức mua vé số tự chọn qua điện thoại dự kiến sẽ được Vietlott áp dụng từ giữa năm nay, trong khi hình thức mua vé qua Internet thực hiện vào năm 2018. Helen Thanh Đào, diễn viên Việt nói dối gây sốc làng giải trí Đài Loan là ai? Helen Thanh Đào, diễn viên vừa thừa nhận nói dối chuyện đời tư, sở hữu gương mặt xinh đẹp, chiều cao 1m74. Mới đây,
tờ Epoch Times đã đăng tải thông tin diễn viên Helen Thanh Đào bất ngờ xuất hiện tại một sự kiện họp báo ở Đài Loan để thừa nhận việc cô nói dối chuyện đời tư trong suốt nhiều năm qua. Ở phần đầu chia sẻ trong nước mắt, Helen Thanh Đào xác nhận cô từng kết hôn từ 18 năm trước với một người đàn ông gốc Đài Loan tên Đại Phát Khôi và đã sinh con chứ không độc thân như lời khẳng định trong thời điểm hoạt động nghệ thuật sôi nổi. Cũng có mặt trong buổi họp báo, chồng Helen Thanh Đào tiết lộ nữ diễn viên là người Việt Nam 100%. Còn việc mang hai dòng máu Việt Đài Loan có bằng cấp hoành tráng đều là thổi phồng để thuận lợi cho công việc. Không dừng lại ở đó, chuyện Helen Thanh Đào khẳng định thông tin mẹ ruột qua đời vì tai nạn giao thông trong bài phỏng vấn hồi tháng 6, 2014 là hoàn toàn sai lệch. Hiện tại, mẹ của Helen Thanh Đào vẫn đang sống và nữ diễn viên cho biết những ngày qua mẹ ruột cô liên tục đe dọa công bố sự thật về con gái nếu không chu cấp một khoản tiền lớn. Để sự việc không đi quá xa, Helen Thanh Đào và ông xã đành chấp nhận công khai những bí mật động trời ít ai có thể ngờ tới. Trước khi chuyện cá nhân gây xôn xao cả làng giải trí Việt Nam lẫn Đài Loan, Helen Thanh Đào được đánh giá là một nghệ sĩ năng động, sở hữu nhiều lợi thế nổi bật. Ngoài gương mặt xinh đẹp, chiều cao 1m74 cùng khả năng giao tiếp khôn khéo, Helen Thanh Đào còn từng được nhiều đạo diễn trong nước ưu ái mời đảm nhận vai diễn quan trọng trong các bộ phim như Luật Giang Hồ, Sóng Gió Thương Trường, Định Mệnh. Đầu năm 2010, Helen Thanh Đào sang Đài Loan với lý do thăm mẹ, nhưng sau đó không lâu, cô lại chia sẻ với truyền thông rằng mẹ đã qua đời vì tai nạn giao thông và Helen Thanh Đào quyết định chia tay showbiz Việt để tìm kiếm cơ hội tại quê hương thứ hai. Thời gian đầu lập nghiệp ở môi trường mới, Helen Thanh Đào có ký hợp đồng làm người mẫu, diễn viên độc quyền cho một công ty giải trí. Tuy nhiên, hoạt động của cô chỉ được chú ý khi hình ảnh hậu trường trong một buổi chụp bikini của người đẹp này được bàn tán nhiều trên các diễn đàn. Sau vài năm tạo dựng được mối quan hệ nhất định và thử sức qua một loạt vai phụ, Helen Thanh Đào mới bắt đầu được giới chuyên môn Đài Loan quan tâm và được mời đóng vai chính trong các bộ phim như Hương Tình Đu Đủ, Mùa Chim Di Trú, Hương Sen Đá. Đến năm 2012, Helen Thanh Đào có cơ hội được góp mặt trong các liên hoan phim nổi tiếng như Kim Chung, Kim Mã. Để nổi trội hơn các người đẹp sẽ góp mặt trong sự kiện này, nữ diễn viên chơi trội khi mặc những bộ đầm hàng trăm triệu, có chất liệu xuyên thấu để khoe vẻ gợi cảm trên thảm đỏ. Ngoài gây chú ý khi chuộng mốt ăn vận nóng bỏng trước đám đông, Helen Thanh Đào còn được mệnh danh là Lâm Chí Linh Việt Nam hay bản sao Lâm Chí Linh. Do một lần phỏng vấn trên truyền hình, cô thừa nhận rất ngưỡng mộ người mẫu diễn viên Điệp Vũ Tuyệt Mật. Những năm gần đây, Helen Thanh Đào duy trì công việc diễn xuất và thử sức thêm ở lĩnh vực MC, ca sĩ. Hiện tại, scandal nói dối của Helen Thanh Đào đang gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội.